Hello tất cả các bạn đang xem video trên kênh Vũ Vây Kinh của mình nha. Đi câu cá heo hồng thôi các bạn ơi. Vô trung tâm mua sắm nha các bạn. Có cái hồ trong đây nè. Thì phút thứ 15 hoặc tới phút thứ 17 hoặc là phút thứ 45 tới 47 là sẽ có cá heo hồng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vô câu nha. Ây da, bạn ngồi dưới kia thấy tên nhân phẩm là thấy nhân phẩm rồi đó. Thì tới giờ này thì mọi người thường vô câu rất là đông nha mọi người. Dạ dạ dạ. Heo hồng lên bóng 5 là được, lên bóng 5 là ok các bạn. Ui đây rồi. Bóng 5 các bạn ơi. Wow. Heo hồng. Heo hồng đi rồi các bạn, heo hồng đi rồi. Đớp đi nào, đớp đi nào. Giờ này mà lên bóng 5 là chỉ có heo hồng thôi các bạn ơi. Ây da, ây da. Ngon rồi nha, ngon rồi nha. Đây rồi các bạn ơi, đây rồi. Đây rồi. Cũng là cá heo hồng miệng ra. Wow, cá heo hồng vương miệng luôn. Yeah. Wow, heo hồng vương miệng luôn. What the hell. Xin. Trời ơi, chầm trồi nha. Mấy bạn kia chầm trồi nha. Ôi thanh niên kia bực luôn kìa. Ôi trời đất ơi, chầm trồi các bạn ơi. Heo hồng mà vương miệng luôn mới chịu à. Quá đã. Ui. Xịn nha. Ui đẹp quá các bạn ơi. Có cái vương miệng trên đẹp ghê nhờ. Giờ về mua cái hồ bỏ vô chân thì thôi á. Người ta vô người ta coi quá trời luôn á. Xịn quá. 194cm là con này là size lớn cho ta. Như size lớn luôn mà đúng không các bạn. Hôm nay mọi người hay có mấy cái câu này đúng không? Mình muốn lan tỏa may mắn ra đến cho các bạn. Mấy ông kia đọc với ông tức chết luôn á trời. Hình như mình câu được một con lên là nó hiếm lắm các bạn. Con hiếm lắm, câu được con lên là lần sau không câu được nữa đâu. Là đợi khung giờ khác thôi các bạn. Xịn các bạn ơi. Ui, mình canh cũng mấy tiếng rồi các bạn. Từ sớm tới giờ luôn á. Hôm nay thì mình sẽ câu hết mấy con cá hiếm ở trong cái hồ luôn nha các bạn. Ở trong đây hồ trung tâm mua sắm thì có những con gì ta? Kỳ nhông nè, cá chép vàng nè đúng không các bạn? Rồi cá hổ nè, cá heo hồng. Hồi như mấy con đó là ui. Bóng bốn các bạn. Cũng có thể là cá hổ đấy. Bóng 4 là cá hổ nha. Còn cá chép hình như bóng 2, bóng 1 ta, bóng 2 đúng không? Bóng 2 sao ấy. Ui, nhưng mà bóng 4 này là cá hổ nè. Nhấp rồi các bạn. Đây rồi. Lên. Cá hổ. Ui, cá hổ vương miệng luôn. 975 tiền luôn kìa. Wow. Wow. Hôm nay được hai con cá xịn luôn nha các bạn. Hai con cá hiếm luôn nha. Ngày nào mình cũng đi săn cá hiếm cho các bạn xem luôn. Bữa sau mình đi săn ở đâu ta? Săn ở chỗ cắm trại nha các bạn. Ui, xịn quá. Câu tiếp các bạn, xịn quá. Ý, bóng nhỏ này dễ là cá chép hoặc là kỳ nhông lắm này các bạn. Bóng nhỏ dễ là cá chép kỳ nhông ấy, hay là ra mấy con tào lao nha. Không biết ra con gì. Ok, cá chép vương miệng luôn. Được quá nhờ. Ui, 967 tiền luôn các bạn. Đúng là cái hiếm có khác nhờ, tiền mắc ghê các bạn ơi. Xịn. Trời đất ơi xịn. Mà nó nhỏ xíu nhờ nhưng mà nó hiếm các bạn. Đẹp. Con này bắt cả chục con về thả trong tủ kính thì nó bơi bao đẹp luôn. Quá đã. Câu tiếp các bạn, câu tiếp coi thử ra kỳ nhông không nha. Lại tới giờ cá heo hồng rồi các bạn ơi. Trời ơi bây giờ không biết, bây giờ hồi nãy mình câu được rồi bây giờ. Ui. Bóng bốn các bạn ơi. Chỉ có cá hổ thôi, nó ra bóng 5 mới là cá heo hồng các bạn. Ra bóng 5 mới là cá heo hồng. Ông thanh niên kia câu bóng mấy mà đứt dây luôn kìa. Cá hổ thôi các bạn, con này cá hổ thôi. Heo hồng thì một con nữa thì xịn nhờ. Nhưng mà câu được con vương miện là mãn nguyện rồi các bạn. Khó lắm, vương miện là khó, nó hiếm. Hiếm trong hiếm đó các bạn. Heo hồng thôi đã hiếm rồi mà vương miện nữa là hiếm nữa. Lên. Này cá hổ các bạn ơi, cầu cho vương miện thì được. Vương miện thì xịn hơn các bạn. Vương miện thì xịn. Ui, vương miện thiệt. Con này 130cm luôn này, hơn con hồi nãy các bạn. Con này 130cm luôn, kỷ lục mới.
Hồi nãy không có ai khoe vô khoe mấy bạn này. Được nha các bạn, con cá hổ này cũng đẹp đó chứ nhờ. Con cá hổ này bay nó cũng đỏ đỏ vàng vàng đẹp đó các bạn. Dạng cá hiếm mà, nói chung là cá hiếm mà con nào cũng đẹp hết. Bữa sau thì mình sẽ qua khu cắm trại câu nha các bạn. Nghe nói bên đó là có cá sấu rồi đúng không? Các bạn đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh để theo dõi những video bói cá tiếp theo của mình nha. Bạn nào muốn mình làm thử thách gì, câu cá gì hãy comment bên dưới luôn nha các bạn. Bye bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.